án mạng kinh hoàng, giết người ngay trên phố ở Bắc Ninh. Tối ngày 24 tháng 10, tại đường Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khiến hai người tử vong tại chỗ. Khoảng 20 giờ tối ngày 24 tháng 10, nhiều người trên phố Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh phát hiện thấy đôi nam nữ lớn tiếng cãi nhau. Chỉ sau ít phút, hai người la hét rồi nằm gục trong nhà và ngoài đường. Theo người dân sinh sống tại Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh cho biết, gia đình nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì ngoài đường có tiếng cãi vã chửi nhau. Sau đó thì thấy nam thanh niên chạy vào trong xe mang hung khí đến chém nhiều nhát vào đôi nam nữ. Nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn tình cảm. Ngay khi gây án, đối tượng bình tĩnh ngồi xuống đợi lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân bắt giữ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm úp trên giường ở Hải Phòng. Bà H khi đến nhà con trai thì phát hiện chị LTLD chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh và có vết thương ở đầu. Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, hồi 14 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2022, Công an xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ việc một phụ nữ tử vong tại xã An Đồng, huyện An Dương. Theo đó, vào khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, bà HTTH, sinh năm 1961, nơi cư trú, Đăng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng đến nhà con trai là THH, sinh năm 1985 tại địa chỉ xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Khi lên phòng ngủ tầng 2, bà HTTH phát hiện chị LTLD, sinh năm 1993 chết trong tư thế nằm úp trên giường, có nhiều vết máu xung quanh. Trên đỉnh chẩm đầu phải của chị LTLD phát hiện một vết thương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố phối hợp với Công an huyện An Dương nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.